Hi, xin chào các bạn. Hôm nay á thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái loại thuốc. Cái này nó giống như là một cái loại mà men tiêu hóa hay còn gọi là thực phẩm chức năng á, thì nó sẽ hỗ trợ cho cái đường ruột của mình khi mà mình bị ăn không tiêu nè, bị táo bón nè hoặc là bị tiêu chảy. Thì cái loại này á nó dành được cho cả người lớn và cho cả em bé nha. Ở đây á thì ở đây nè, nó có ghi là em bé từ 3 tháng cho đến 4 tuổi thì cũng dùng được nha. Thì ở đây nếu mà em bé thì nó sẽ có là 1/3 gram, là gram á, thì tính ra là cái muỗng của nó sazi là một muỗng ha, và một ngày thì uống 3 lần. Và chúng ta sẽ uống, đây nè, nó có ghi nè, sau cái bữa ăn nha, chúng ta sẽ uống sau bữa ăn. Còn đối với trẻ từ 5 tuổi đến 14 tuổi thì sẽ là 2/3 gram, thì sẽ là một lần sẽ uống 2 muỗng và cũng là một ngày 3 lần và uống sau bữa ăn. Còn đối với người lớn trên 15 tuổi thì một ngày là sẽ uống 1 gram và số muỗng sẽ là 3 muỗng và một ngày cũng uống 3 lần. Thì các bạn thắc mắc là không biết là cái muỗng nào để đong đếm đúng không? Thì cái muỗng thì nó sẽ có ở trong cái hộp, và bây giờ mình sẽ đi khui cái hộp này ra ha. Cái này giá mình mua bên siêu thị á, cộng cả thuế nữa là 1 sen 2 nha. Đây mình mở cái hộp ra, ở đây nó có cái chỗ khui nè, mình mở cái hộp ra chỗ này đó. Ở đây á là nó có cái phần này á, là nó ghi như thế này á, là nó để cho mình ghi chú là cái ngày mà mình mở cái hộp này ra là ngày nào, để mình biết cái hộp thuốc này để mình sử dụng trong cái thời gian đó thôi, nếu mà quá rồi thì không sử dụng nữa. Thì bây giờ mình đang mở ra là bây giờ là tháng năm 2021 ha, 2021 2021 với lại là bây giờ là tháng 3. Thì nói chung là các bạn cứ ghi ngày vào đây để mình biết. Tháng 4, ngày 4 tháng 4 ha. Ngày 4 tháng 4. Thì ở trong này á nó có một cái tờ hướng dẫn bằng tiếng Nhật. Thì công dụng của nó thì nhiều lắm. Nhưng mà mình thì mình chỉ đọc chủ yếu là cái công dụng là hả, đây, dành cho trẻ nè, trẻ từ 3 tháng tuổi trở đi nè, rồi đối với những cái người mà cái bụng yếu, onaka yowai kata nè, rồi onaka hatatoki, khi mà mình bị ói. Ở đây nó có ghi là bổ sung rất là nhiều lợi khuẩn dành cho đường ruột nè. Và uống rất là dễ nha, tại vì cái này uống nó có vị ngọt nhẹ nhẹ. Đây, cái hộp của nó thì như thế này đây. Đó. Bé nhà mình là đã uống hết một hộp rồi, bây giờ mình mua tiếp cái hộp thứ hai. Ở nhà thuốc có các bạn, ở nhà thuốc ở Nhật á. Trong này nó có cái muỗng để đong nè, không, cái muỗng này là để đong. Thì cái hộp thuốc này á là mình sẽ mở cái muỗng này ra, xong rồi bé nhà mình á thì là 3 tuổi, mà 3 tuổi thì một ngày một lần uống chỉ có một muỗng này thôi, một lần uống là chỉ uống được một muỗng này thôi. Bây giờ mình xé cái muỗng này ra. Đó, cái muỗng nó như thế này nè. Đó, mình xé cái muỗng ra. Rồi, cái mình mỗi lần mình xúc cho bé, xúc cho uống trực tiếp nha. Cái muỗng này mình xúc một muỗng. Mở cái hộp thuốc này ra ha. Để mình mở cho các bạn coi nha. Cái hộp thuốc nó mở ra đây nè.
đó, cái hộp thuốc nó mở ra như vậy đó. Sau khi mà mình cho bé nhà mình á ăn cơm no rồi thì mình sẽ cho uống một muỗng này, còn đối với người lớn á thì là một lần uống 3 muỗng và một ngày uống 3 lần ha, còn em bé thì một lần uống 1 muỗng thôi. Đây đây bé nhà mình đây uống đây. À xin tệ há to miệng ra, nhả cái muỗng ra rồi sau đó bạn lau sạch cái muỗng bạn cất đi ha, để lần sau còn xài tiếp nha. Thằng cu nhà mình thì nó lười ăn rau quá, nó hay bị táo bón nên mình hay mua cái này để cho nó uống cho nó điều hòa lại, thì cái vị của nó ngọt ngọt nên là dễ uống, cho nên là trẻ nó không không có sợ đó. Sau mình cất đi rồi hàng ngày mình cho bé uống, cái muỗng này mình đẩy cho nó ngắn lại như thế này rồi mình bỏ vào đây ha. Tính ra tiền Việt Nam mình nếu mua trực tiếp ở bên đây thì cũng tầm hơn 200 ngàn đó, 200 220 chưa, còn nếu như mà về Việt Nam thì các bạn sẽ bị tính lên là phí vận chuyển nè, rồi thuế hải quan các kiểu, cái người bán người ta sẽ phải tăng cái phí lên, tại vì mua gốc ở bên này đã là hơn 200 ngàn rồi ha. Này là của Nhật sản xuất cho nên rất là yên tâm. Người lớn mình nhắc lại cách sử dụng ha, cách sử dụng nè là 3 tháng cho đến 4 tuổi thì một ngày uống 3 lần và mỗi lần là một một muỗng này đó, cái muỗng lúc nãy mình đã để trong này nè, và uống không như vậy thôi, không có cần phải là nếu mà em bé thì các bạn hòa nước ha, còn như em con mình thì nó đã được 3 tuổi và nó tự uống được rồi thì không cần hòa nước. Còn đối với trẻ mà 5 tuổi cho đến 14 tuổi thì á một lần uống 2 muỗng và một ngày cũng uống 3 lần, còn trên 15 tuổi trở lên á là đến 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 lớn luôn á thì một lần uống 3 muỗng và một ngày cũng uống 3 lần sau bữa ăn ha. Rất là nhiều công dụng, bổ sung rất là nhiều lợi khuẩn cho đường ruột, dễ sử dụng, dễ uống, giá cả cũng phải chăng nữa. Đây đây là cái thuốc đó đây nha các bạn,